mọi người, thì ngày hôm nay á tụi mình sẽ làm steak sườn bò ăn với nấm và măng tây nướng phô mai. Đây. Măng tây này là mình mua loại không phải là hoàng đế mà cũng không phải loại nhỏ mà là loại hoàng hậu mọi người, có nghĩa là cái size nó tầm trung bình, nó ở giữa cái size hoàng đế và size mini đó. Rất là tươi ngon luôn. Đoạn phía dưới này nè thì mình cạo bớt nó đi để khỏi nó sơ á. Còn bên này thì chồng mình đang xào nấm lên để mình ăn với steak. Say hi. Chào mọi người. Đây là ba miếng sườn bò lúc nãy chồng mình ướp sẵn đây nè. Đó. Trong này thì ảnh ướp gia vị như mọi lần mình hay quay cho mọi người coi đó. Mình đậy lại rồi mình đưa ra ngoài bếp mình nướng nha. Hôm nay thì mình sẽ đảm nhận món măng tây nướng phô mai, còn chồng mình sẽ làm steak và nấm và bắp nướng nữa. Bây giờ măng tây được rồi, mình sẽ cho muối vào. Sau đó cho hạt tiêu vào. Tiếp theo mình sẽ cho bơ. Rồi phô mai thì mình dùng loại này này. Đó. Mình sẽ cho phô mai lên nha mọi người. Ba miếng sườn bò của chồng mình nướng nè, hấp dẫn không? Đó, nguyên tặng thịt luôn. Hai bắp ngô này. Rồi chúng mình đã hoàn thành xong bữa tối rồi. Bên này là dĩa của mình này, thì mình thích ăn bắp vàng nên là mình tối nay mình ăn bắp vàng, còn chồng mình lại thích ăn bắp trắng. Đó, hai trái bắp khác nhau, một trời một vực luôn. Và chồng mình sẽ ăn hai miếng, còn mình sẽ ăn một miếng steak. Đây là nấm này, nấm lúc nãy xào này, xào cho nó nhỏ lửa lại. Bên này là măng tây của chúng ta. Đó, một lớp chi ở phía trên này, một lớp phô mai ở phía trên hấp dẫn hơn. Rồi bây giờ tụi mình sẽ ăn ha. Xin chào mọi người. Xin mời mọi người. Hôm nay chúng tôi nấu steak and măng tây. Mời mọi người cùng ăn với hai vợ chồng mình nha. Mời mọi người. Mình thử măng tây trước đi. Let's try the here it is first. Thử miếng coi. Nó giòn tan luôn. It's good. You never eat like these before, yeah? Not with cheese like that, no. Măng tây ngon quá mọi người ơi. Nấu với phô mai với bơ á, nó béo ngậy luôn.
Và bây giờ ăn là steak. Pretty good. Not too bad. Very good. Why don't you like yellow one? I like white corn better. Why? Sweet. White sweet corn is really good. I think the yellow one's sweeter. That depends on the type. Mình thấy bắp vàng ngọt hơn. Lúc nào mình cũng thích ăn bắp vàng hơn. Anh thì anh thích ăn bắp trắng. It's so sweet. Mm-hmm. You wanna try this? Let me try it, y'all. Mine's better. Mine better. No. Mình thấy bắp vàng nó ngon hơn đó mọi người. Mine has a more fresh, crisp. Mm. Flavor and it's very very sweet. The yellow one is kind of bland, nothing special. Mm. Don't let my wife fool you. Thì cả hai loại đều là bắp Mỹ hết. Bắp trắng cái này mọi người nhìn thì giống tượng là bắp của Việt Nam á, màu trắng á, nhưng không phải, cái vị của nó cũng như bắp vàng hết. Bắp Mỹ á, nó chỉ có điều là nó trắng vậy thôi, chứ nó không có dẻo mà nó giòn. Nói chung là cũng ngon nhưng mà mình lại không thích ăn cái bắp trắng này bằng bắp vàng này mọi người ơi. Tùy khẩu vị ở từng người á. Ăn bằng tay không có nguội. Nãy măng tay á mình gọt phía dưới rồi đó, nhưng mà nó vậy mà còn sơ, tại vì thấy nó già quá à. Cây này nó già ấy. Mình chuyển đến chỗ ở mới rồi mà mình chưa làm clip chuyển nhà được cho mọi người coi. Mình đang phân vân không biết có nên up lên hay không nữa. Tại lâu rồi á mà không muốn là chia sẻ quá nhiều thông tin đó mọi người. Tại vì một đợt đó mình chia sẻ về cái chuyện nhà cửa trước kia á, rồi thông tin của hai vợ chồng mình nó không, nó xảy ra nhiều chuyện nó không có hay, mình không tiện nói ở đây. Nhưng khi mình đăng cái gì trên cái cuộc sống hàng ngày của mình á, riêng tư quá mình chia sẻ cho toàn thể mọi người biết á, thì nó cũng ảnh hưởng đến cái cuộc sống của mình. Mình thì ở ngoài sáng, còn mọi người thì ở trong tối. Mình không biết được, đúng không? Mình không biết được người ai là người tốt, người xấu á. Nên là mình cũng hạn chế chia sẻ nhiều. Dạo gần đây thì mọi người cũng thấy là mình chỉ ăn uống rồi xong up lên cho những bạn nào mà yêu quý á, muốn theo dõi hai vợ chồng mình á. Vậy thôi. Cho nên là cũng nhiều người kêu là nhàm chán các kiểu á. Thì cuộc sống Mỹ, cuộc sống của hai vợ chồng mình thì chỉ có ăn uống hàng ngày vậy thôi. Ngày thì đi làm, cả hai vợ chồng tối về chia sẻ vậy. Kể cả cái công việc của mình đồ á, cả công việc của chồng mình và mình cũng không muốn là chia sẻ nhiều nữa. Tụi mình chuyển đến nhà mới á, lâu rồi, được khoảng 1 tuần rồi. Mình chưa làm video để nói đến cái việc đó. Thì hôm qua mới làm một cái video mà
chia sẻ cái dâu của mình á, xong có mấy bạn nhận ra là ở chỗ mới á, mấy bạn mới hỏi rồi mới vào nói sao chị không làm video chia sẻ là chịu nha, tại vì mình ngại đăng lên. Để mình xem xét cái có nên đăng lên hay không. Mình có quay lại rồi, quay lại đó để làm kỷ niệm nhưng mà chưa có đăng lên YouTube. It is so sweet. What? Asparagus? Mm-hmm. Sweet? I don't know about that. Mm-hmm. Natural sweet, you know? That's what I mean. Rồi anh nãy giờ ngồi lo nói anh đang gần hết rồi. Mình còn nguyên một tảng luôn. Wow. Lâu rồi không ăn sườn bò. It's really good. Mm. Super good. Bắp mà siêu ngọt luôn á. Finish it, babe. It's so good. How was your day, babe? It was alright. Alright, another day. What about you? How was your day? Just another day. Oh yeah? Just another day for you too, huh? You happy? Am I happy? Mm. Sometimes. Sometimes. I try to be. What about you? Me too. Try to be. Oh yeah? Mm. You need me to cook your steak longer? Oh, that's good. That's perfect. Mm. I don't know, I feel like mine could have got cooked longer. You always make steak really good, babe. Oh yeah? Mm. Wow. I believe in you. Oh yeah. Mm. I don't know how about another food, but steak. It's really good. Thank you. I made this steak like Uncle Rick makes his steak. Mm-hmm. It's same, but different. Same, same, but different. Mm-hmm. Uncle Rick tastes you. Mm-hmm. Uncle Rick and my dad. Cậu Rick đó. Như là người cậu thứ à, người ba thứ hai của chồng mình vậy đó. Anh quý lắm. Cậu mỡ cũng tốt nữa. Lúc nào có gì á, có gì hay, có gì tốt á đều là gọi tụi mình đến.
cho này cho kia. Hỏi có cần gì giúp không? Cậu mượn rất là tốt luôn. You finish so. Of course. We bought a lot, babe. Yeah, you bought a lot. You wanted asparagus and corn and all these things. We don't eat that all the time. Normally we just eat mushrooms or steak. Bình thường tụi mình không ăn nhiều như vậy đâu. Mà bữa nay á, mình lại tự nhiên thèm, gọi là thèm steak. Sáng nay chồng mình mới hỏi mình là tối nay tụi mình ăn gì. Xong tự nhiên mình nói làm steak đi, thèm lắm. Sau rồi mình nghĩ ra ăn steak với lại là măng tây luôn, măng tây nướng phô mai. Tại vì là chưa bao giờ mình ăn măng tây nướng phô mai hết. Chỉ là trước giờ mình chỉ ăn măng tây nướng với bơ thôi, tại vì chồng mình hay nướng bơ á. Nhưng lần này thì nướng phô mai. Nhiều bạn cũng nói là thử coi á, thì mình cũng thử luôn. Trước giờ chưa bao giờ ăn steak với măng tây, mà toàn ăn steak với toàn ăn cá hồi, măng tây ăn với cá hồi. Nó ngon. Măng tây này tươi ngon. Nướng phô mai siêu ngon mọi người. Bye bye. Getting full. Getting full. Chồng mình á, mỗi lần ảnh á, cứ như là ăn nhiều quá mọi người, xong đến khi mình no quá là ngồi thở. Khó chịu quá. So good. So good. The corn in my country is sweeter than Vietnam, huh? Mm. Bắp Mỹ ngọt, ngọt hơn bắp Việt Nam mình. Bắp Việt Nam mình bắp nếp đó mọi người. Thì nó khác. Bắp Mỹ này nó ngọt lắm. Hồi mình ở Việt Nam á, mình cũng hay ăn bắp Mỹ. Nhưng mà bắp Mỹ mà trồng ở Việt Nam á, nó khác cái vị nó khác mọi người. Còn cái giống bắp Mỹ mà trồng lên đất Mỹ á, đất của nó mà đúng không, thì nó ngọt cực kỳ luôn á. Ngọt như đường luôn. Thề luôn á. Oh. Wow. Thở rồi á. Wow. Wow. So full now. So full, so good. Mình cũng gần no rồi á. Nguyên tảng thịt to bự chả bá này. Sorry. He's still got eaten. Mm-hmm. He's still got eaten. You what? You done? Didn't even eat any of that steak? Not at all. Not at all. Nãy giờ mình chủ yếu là ăn rau không mọi người. Ăn bắp, ăn nấm, lại ăn măng tây. Tết mới ăn được vài miếng.
no need to have that attitude, you know. What? Chiến cho hết cái măng tây này đi, măng tây ngon quá. Bình thường mua ngày trước ấy, mua mỗi nấm với lại làm steak không ăn, là ăn hết. Bây giờ có thêm bắp với lại măng tây nữa ăn không hết. Looks so good. Too yellow. It's too yellow. I like it. Màu sắc nó đẹp hơn. Who gonna win? Me. Oh wow! You want to have a food fight? How old are you? How old are you? Did you used to do that in school? Yes. Oh yeah. Well, you pick up the rice and throw them at your fan girl's head. No. Oh yeah. How could you? Just kidding. No, she's not. I was a good girl. Yeah, pretending. You were a good girl in pretending. In hiding, waiting for Randall to come around. Hồi bé mình hiền lắm mọi người ơi. Hiền khô à, đi học rồi. Hiền lắm ở trên trường trên lớp. Đến trường là chỉ biết học thôi mọi người. Còn chồng mình á, hồi bé á, rất là hư. You were a bad boy, yeah? No. Tell them. I was a good boy. No, you wasn't. Yes, I was. You didn't go to school. I was the best. And then you slept in the class. Who told you that? You told me. Why are you lying? Why are you lying? Like no, just tell the truth. You're the one that look should at tell my the truth. Eyes and tell the truth. You was a bad boy. I was a good boy. I was not like you. You slept. I slept in the class. All kids need to sleep. But not in class. Why not? Because you have to study. Study what? Listen to your teacher. Ah, it's overrated. Ông Phúc á, ông cực kỳ hư luôn mọi người. Ông cúp học. Ông đến lớp mà ông ngủ. Ông ngủ từ đầu tiết đến cuối tiết luôn. Ông ghét đi học lắm. Hồi kia bé mình cũng ghét đi học nhưng mà mình thích đi đến trường để chơi có bạn có bè á, còn ổng không thích luôn. Ổng ghét đến lớp. Còn miếng nữa ăn đi hết luôn. There you go. Ồ cái miếng này nó bao phủ luôn mọi người. Wow. There you go. Bao phủ phô mai luôn. Eat that cheese, girl. You wanted it on there. That's the good stuff. No. No, Roy, but no. Mm. My paw. Cái mặt của ông đỏ. Your face always turn red.
whenever you give food away. Well, that's a bad problem. I get red and stop eating. People can tell. When I get full, you can tell? Mm. Some people, they care about you so much, you know? Oh, yeah. And they told me that they saw your face every time you get full, always get red. Yeah. Ah. Oh. All right, we both get full. We need to say bye to everybody, right? Thank you guys for watching. I'm on my mind. Please like, subscribe, and comment on our videos. You know? Yeah. I hope you enjoyed watching us make you an American meal. Mm. See you soon. Bye. Ciao, mama.